Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở tỉnh Kursk. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat nói, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Quân đội Nga đã phá hủy khoảng 10 thiết bị quân sự của Ukraine, trong đó gồm các xe bán tải và một xe tăng M1A1 Abrams. Theo ông, ngoài xe tăng, một số khẩu pháo có cỡ nòng khác nhau và một trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị phá hủy. Ukraine không thực hiện được cuộc phản công nào trong ngày. Mỹ đã chuyển giao 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023. Trong số này hơn một nửa đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hỏng nghiêm trọng. M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ dòng xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. Phương tiện này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67 km/h, tầm hoạt động 465 km. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120 mm. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2 được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương. Ngoài pháo chính là M256, xe tăng này còn trang bị một số vũ khí khác gồm súng máy M240 7,62mm đồng trục, một súng máy 7,62mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7mm do chỉ huy vận hành. Hai tuần sau cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kursk của Nga, Điện Kremlin đang cố gắng để làm chậm bước tiến của đối phương và phòng thủ vững chắc hơn ở khu vực biên giới. Hiện Nga đang cố gắng biến nguy thành cơ nhằm giành thêm lợi thế về mặt quân sự. Các cuộc giao tranh tại Kursk đang thiết lập giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro về chính trị và quân sự cho cả hai bên tổng thống nga putin đã cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với cuộc xâm nhập lớn đầu tiên vào lãnh thổ nga kể từ thế chiến thứ hai nhưng cho đến thời điểm hiện tại phản ứng của nga vẫn tập trung vào việc ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn thay vì đảo ngược tình hình điều này đã đặt ra câu hỏi về việc quân đội nga sẵn sàng mạo hiểm điều gì để đẩy lùi lực lượng ukraine Cuộc tấn công Kursk không chỉ bộc lộ lỗ hỏng tình báo của quân đội Nga, mà còn cho thấy nước này đang thiếu hụt lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu trong cuộc chiến diễn ra trên mặt trận dài hơn 1.200 km. Nhưng theo quan điểm của các nhà phân tích Nga, nước cờ táo bạo của Ukraine cũng tạo cơ hội cho Moscow đẩy nhanh quá trình làm suy yếu lực lượng hạn chế của Kiev. Bên cạnh đó, điều này còn giúp Nga giành lợi thế ở các khu vực khác trên mặt trận và biến thành công ngắn hạn về mặt chính trị của Tổng thống Zelensky thành thất bại chiến lược. Không chỉ vậy, chiến dịch tấn công Kursk có thể trở thành cái bẫy đối với quân đội Ukraina, dù ban đầu được đánh giá là một đòn quân sự chiến lược. Chuyên gia Vasily Kasin thuộc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng, cuộc tấn công Kursk có thể mở rộng và kéo dài một cuộc chiến tiêu hao, trong đó Nga vẫn đang có lợi thế về nguồn lực. Tuy nhiên, giao tranh ở vùng biên giới của Nga vẫn ở giai đoạn đầu. Ukraine có thể triển khai lực lượng dự bị lớn hơn tới đây hoặc thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ khác làm đảo lộn tính toán quân sự và chính trị của cuộc chiến. Tốc độ hiện tại của trận chiến ở Kursk đang cho Nga thời gian để điều chỉnh phản ứng của nước này. Thay vì làm suy yếu quyền lực của Điện Kremlin, chiến dịch xâm nhập biên giới mà Ukraine thực hiện có thể khiến người dân Nga đoàn kết mạnh mẽ hơn và tăng cường ủng hộ giữa cầm quyền. Các nhà quan sát nhận định, Nga có thể cố gắng tập hợp một lực lượng áp đảo để xóa sổ đầu cầu đổ bộ của Ukraine tại Kursk hoặc sử dụng lợi thế về không quân và pháo binh để đánh bại đối phương. Nhưng cả hai chiến lược này rất cần nhiều thời gian và có khả năng gây tổn hại đến các khu vực khác của mặt trận. Các cuộc giao tranh tại Kursk nêu bật thực tế là không bên nào có đủ nguồn lực để buộc đối phương phải nhanh chóng rút lui trong cuộc chiến tiêu hào kéo dài một số nhà phân tích cho rằng sở dĩ bộ chỉ huy nga không điều động lực lượng đáng kể đến khu vực biên giới này vì nơi đây có ít giá trị về mặt quân sự ông dmitry kunes nhà phân tích quân sự thuộc hãng tin độc lập medusa của nga nhận định chiến dịch đột kích của ukraine đã nhằm vào một khu vực không có nhiều giá trị về mặt quân sự sau gần 2 tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố kiểm soát hơn 1.150 km2 lãnh thổ Nga, nhưng tốc độ tiến công của Kiev đã giảm đi đáng kể trong tuần thứ hai, khi các tuyến tiếp tế của Ukraine trở nên suy yếu và Nga tiếp tục bổ sung quân tiếp viện tới miền biên thế giới. Hầu hết giới quan sát đều tin rằng Ukraine hiện khó có thể đe dọa bất cứ mục tiêu chiến lược nào, chẳng hạn như nhà máy hạt nhân tại Kursk hay thủ phủ của tỉnh này. Chuyên gia quân sự Nga Pukhov nhận định, Lực lượng vũ trang của Ukraine không đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào trong cuộc tấn công Kursk. Theo ông Bukov, cơ hội giành thêm bước tiến mới của Kiev đang thu hẹp lại. Nga hiện đã tập trung đủ lực lượng tại Kursk để khiến đối phương bị xa lầy trên một mặt trận hẹp của cuộc chiến. Để chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã điều động lính nghĩa vụ, các binh sĩ tình nguyện từ những đơn vị mới thành lập vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công và những đơn vị có kinh nghiệm được tuyển chọn từ các khu vực ít tiếng súng trên mặt trận Ukraine. Chẳng hạn, Nga được cho là đã triển khai lực lượng thủy quân lục chiến từ khu vực Kherson ở miền nam Ukraine đến Kursk. Ngoài ra, Moscow cũng điều động lực lượng phản ứng ban đầu từ khu vực Zaporizhia và Kharkov. Đây là những nơi mà mặt trận hầu như không chuyển dịch trong nhiều tuần qua. Ông Valery Syriaev lưu ý. Nhà phân tích Dmitry Kunets cho rằng, khi đã ổn định được mặt trận tại Kursk, Nga sẽ thành lập một lực lượng tấn công mới để chuẩn bị cho cuộc phản công cuối cùng nhằm đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine. Theo ông Kunis, mặc dù Tổng thống Putin có thời gian để lên kế hoạch cho cuộc phản công tại Kursk, nhưng ông chắc chắn sẽ không để Ukraine chiếm lãnh thổ Nga vô thời hạn, dù sớm hay muộn Điện Kremlin cũng sẽ đưa biện pháp đáp trả thích đáng. Giới chức Nga thừa nhận, cuộc chiến nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Các quan chức nước này cũng đưa ra ý tưởng hỗ trợ tài chính cho những người dân sinh sống tới các khu vực bị Ukraine chiếm đóng ở Kursk, sơ tán tới những nơi an toàn hơn. Khi tập hợp lực lượng chống lại cuộc đột kích của quân đội Ukraina, Nga đã không rút các đơn vị đang chiến đấu tại Donetsk, miền đông Ukraina, nơi nước này đang tấn công mạnh mẽ. Trong những ngày gần đây, Nga không chỉ tăng tốc độ tiến công hướng tới thành trì chiến lược Bokrovsk của Ukraina ở Donetsk, mà còn đạt được những bước tiến mới ở các khu vực khác tại miền đông, nơi chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội nhất. Chính phủ Ukraina cho biết đã di chuyển một số đơn vị từ tiền tuyến để hỗ trợ cuộc tấn công của Skr vì thế, Nga có thể lợi dụng lỗ hỏng phòng thủ của Ukraine trên tiền tuyến miền Đông để giành lợi thế. Mặc dù tác động lâu dài của cuộc tấn công của Ska vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là nó đang mở rộng mặt trận buộc cả Nga và Ukraine phải kéo căng các nguồn lực vốn đã hạn chế của họ. Việc mở rộng xung đột sang các khu vực mới theo thời gian sẽ có lợi cho bên sở hữu nhiều nguồn lực hơn. Hiện Nga vẫn có lợi thế hơn so với Ukraine với dân số lớn gấp 3 lần và ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại